thưa quý vị và các bạn, trẻ em là một trong những nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết, dễ bị ốm, dễ mắc các bệnh theo mùa. Và trước tình hình nắng nóng, đặc biệt là nắng nóng gay gắt như dự báo về thời tiết mùa hè năm nay, cần làm gì để phòng tránh bệnh cho trẻ em, đặc biệt là những căn bệnh truyền nhiễm? Đề cập nội dung này, chuyên mục vấn đề hôm nay của báo Hải Phòng Điện tử có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Sơn, trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Vâng. Thưa bác sĩ Hoàng Sơn, thời tiết năm nay thì được dự báo là sẽ có nhiều đợt nắng nóng và thậm chí là nắng nóng gay gắt. Vậy thì từ góc độ y tế, ông nhận định như thế nào về những cái tác động của loại hình thời tiết này đối với những cái bệnh truyền nhiễm ở trẻ em? Vâng. Năm nay đúng là thời tiết dự báo và có nhiều cái bất thường vào mùa hè. Cái điều kiện thời tiết nắng nóng ấy thì nó sẽ tạo điều kiện cho những cái virus gây bệnh phát triển. Khi vào mùa hè thời tiết không có cái dấu hiệu bất thường đấy thì một số những cái bệnh ở trẻ em, đặc biệt một số bệnh truyền nhiễm ấy, cũng sẽ thường hay gặp và xảy ra theo đúng cái quy luật. Và thì cái điều kiện thời tiết nó thay đổi thất thường, nó lại nóng xong lại lạnh, xong lại độ ẩm cao thất thường như thế này đấy, thì càng tạo điều kiện cho những cái virus đã thuận lợi cho phát triển điều kiện rồi thì sẽ càng phát triển được mạnh hơn. Và cộng thêm mấy cái thời tiết nắng nóng ấy thì cái sức chịu đựng của trẻ em sẽ khó hơn, cái miễn dịch của trẻ nó sẽ kém hơn, và đấy cũng là cái điều kiện thuận lợi để cho trẻ dễ mắc một số bệnh truyền nhiễm. Những cái bệnh mà thường phổ biến trong cái mùa nắng nóng dễ lây ở trẻ em là gì ạ? Vâng, nó có mấy cái bệnh chúng ta phải chú ý đến, vừa là cái mức độ lây nhiễm nó mạnh và cái hai là cái chất nguy hiểm của bệnh. Ví dụ vào thời điểm này chúng ta phải chú ý, đặc biệt chú ý đến tay chân miệng. Ngoài bệnh tay chân miệng phát triển đúng vào cái thời điểm này ra đấy thì còn những cái bệnh khác kèm theo, ví dụ bệnh thủy đậu, cái bệnh sốt xuất huyết đanh, đặc biệt là cái viêm não virus Nhật Bản. Song song cùng với những cái bệnh truyền nhiễm tôi nói trên ấy thì chúng ta vẫn phải đang đồng hành với bệnh Covid. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển cái bệnh truyền nhiễm Covid nhóm A sang nhóm B. Và ngoài những cái bệnh thông thường phổ biến ở trong các cái mùa hè thì mùa hè năm nay có cái bệnh gì phổ biến mà đáng phải chú ý không ạ? Thường thường theo quy luật bệnh truyền nhiễm thì một cái bệnh nó trội lên ấy, thì có thể những bệnh khác lại lắng đi, có thể là như vậy đấy. Thì bây giờ năm nay cái bệnh Covid nó có vẻ lắng xuống hơn, thì chúng ta phải đặc biệt, tôi đã nhấn mạnh đặc biệt quan tâm đến tay chân miệng, và cái hai viêm não, và cái thứ ba là chuẩn bị đề phòng đối phó với xuất huyết đanh và đặc biệt viêm não virus Nhật Bản. Đấy, chúng ta phải chuẩn bị đối phó. Và khi trẻ em có những cái dấu hiệu như thế nào thì bậc phụ huynh phải đưa đến các cái cơ sở y tế để khám điều trị ạ? Trẻ em ấy một cái cơ thể nó thực sự có những, nó chưa phải thống nhất hoàn toàn với các cơ quan. Vì vậy đấy, nó rất dễ nhạy cảm với cái tình trạng bệnh tật. Mỗi một cái mùa thì sẽ có một vài tác nhân gây bệnh, nó mang cái đặc điểm khác nhau và mỗi cái bệnh nó sẽ có những cái biểu hiện bệnh khác nhau. Thế thì theo tôi khuyến cáo đấy, thì những cái mùa như thế này đấy, nói chỉ là nói, khi trẻ có những biểu hiện bất thường về thân nhiệt, ví dụ những trẻ sốt cao. Cái thứ hai đấy, trẻ có những cái biểu hiện về cái đường hô hấp, viêm long đường hô hấp trên. Cái thứ ba ấy, những cái trường hợp mà trẻ có cái biểu hiện bất thường đặc biệt về da thì chúng ta phải chú ý đến một số những cái bệnh mà truyền nhiễm có thể gặp mà có thể gây những tình trạng nặng cho trẻ. Thì những trường hợp ấy theo tôi khuyến cáo nên cho trẻ đến cái cơ sở y tế khám và được tư vấn ngay để làm sao không để trẻ vào những tình trạng bệnh mà gia đình tưởng là nhẹ nhưng vào viện thì đã là nặng rồi. Và bác sĩ có lời khuyên gì với các bậc phụ huynh trong cái việc là phòng tránh cho con em mình khỏi những cái bệnh truyền nhiễm trong mùa hè nắng nóng này ạ? Chúng ta vẫn thấy rằng cái phòng bệnh là hơn chữa bệnh. Phòng trước á, mà phòng ấy thì phòng có hai phương pháp phòng, một là phòng chủ động và phòng thụ động. Thế tôi khuyên cáo thế này là một số những bệnh truyền nhiễm đã có vaccine thì gia đình nên cho trẻ đi tiêm vaccine đúng lịch, đấy là phòng bệnh chủ động. Thế còn một số bệnh như tay chân miệng, như là sốt xuất huyết chưa có vaccine tiêm phòng thì chúng ta phải, bố mẹ và gia đình phải nên chủ động phòng bệnh theo phương pháp thụ động. Đấy, phương pháp thụ động ở đây là gì? Một là nên cho cháu ăn đầy đủ chất, bổ sung những cái khoáng chất, những cái vitamin hoặc hoa quả để có tăng cường thêm cái miễn dịch cho trẻ. Cái thứ hai là chăm sóc cái đường mũi họng cho cháu một cách thường xuyên tốt để tránh những bị về cái đường hô hấp. Và cái thứ ba là gì? Cái thứ ba có một cái vấn đề về mùa hè này thì tôi thấy rằng ấy là các cháu thường nghỉ hè và thường trong phòng điều hòa hoặc là trong ô tô có điều hòa, thì khi mà các cháu thay đổi môi trường ấy nó rất dễ bị giảm cái nhiệt độ đột ngột, thì cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ, và đấy cũng có thể là một cái điều kiện thuận lợi để
do trẻ dễ nhiễm bệnh, hoặc là tối ít ra thì trẻ có thể trẻ gây một cái cảm giác bị mất cân bằng về nhiệt và có thể gây tình trạng sốc nhiệt. Trong những cái tình huống mà nếu chúng ta không can thiệp kịp thời rồi điều trị kịp thời thì có thể có những cái hậu quả như nào khi mà trẻ mắc những cái bệnh truyền nhiễm? Vâng, tôi nói một cái đơn cử một cái bệnh truyền nhiễm đơn giản, bây giờ tay chân miệng là cái bệnh thường quy rồi, nhưng mà không biết cách theo dõi rất nguy hiểm. Bởi vì cái biến chứng hay gặp nhất, nặng nhất của tay chân miệng là gì? Là viêm não này, viêm não là virus tay miệng đấy. Mà cái đấy đấy thì một số bậc phụ huynh nhận thức rất sai, là khi chỉ khi các cháu sốt thì mới sợ, không sốt thì cũng sợ. Và sốt cũng chỉ là trong một trong 7-8 triệu chứng theo dõi chuyển độ của tay chân miệng thôi. Ở khoa chúng tôi đã gặp rồi những trường hợp tay chân miệng ấy, không sốt mà đã cả chuyển độ gây viêm não rồi. Cái đấy là quan trọng nhất, mà đấy sai lầm của các phụ huynh được gây mắc phải. Đúng không ạ? Ừ. Cái thứ hai là gì? Liên quan đến vấn đề thủy đậu ấy, thì cứ thấy rằng điều trị bên ngoài, điều trị bằng thuốc lá, bôi kể cả bôi uống bằng thuốc lá tán ra rồi. Nếu thuốc lá thì có thể còn được, thuốc mà tán ra thì không biết được có phải đúng thuốc lá hay không. Đấy là sự bất an toàn. Ừ. Nguy cơ nó gây nhiễm trùng, nguy cơ điều trị không đúng, bởi vì là cái thủy đậu là có thuốc acyclovir để chúng ta điều trị đúng liệu trình để hạn chế đến mức thấp nhất cái tình trạng biến chứng có thể gặp của thủy đậu, ví dụ như viêm não chẳng hạn. Ví dụ hoặc là chúng ta điều trị đúng thì hạn chế cái tình trạng bụi nhiễm vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết vân vân, viêm phổi thủy đậu. Cái đấy mà rất sai lầm của các bậc phụ huynh, mà cũng nghĩ các bậc phụ huynh cứ thấy rằng là cái ban cứ nhiều lên hoặc là trẻ sốt cao thì mới cần nhập viện. Cái đấy cũng là cái sai lầm mà người ta không lường hết được. Thì tôi khuyên rằng những trường hợp đấy thì các bậc phụ huynh khi thấy con có dấu hiệu bất thường thì phải cho đi khám bệnh ngay. Hoặc là trong cái trường hợp sốt huyết đanh cũng vậy thôi. Sốt huyết đanh ấy thì bây giờ Bộ Y tế có phác đồ rất là đầy đủ rồi, mà theo dõi chặt nhất thì chỉ phải đúng chuyên khoa về cái bệnh truyền nhiễm và phải nhân viên y tế có trình độ đấy theo dõi mới tốt được. Chúng ta không thể chủ quan, sốt huyết đanh nó đi vào cái thể sốt huyết đanh nặng, nếu không được theo dõi sát trong vài ngày đầu thì cũng rất là nguy hiểm. Ngoài ra viêm não nhật bản thì các bạn cũng biết rồi, viêm não thì là cái bệnh nặng rồi mà có thể nó gây tử vong hoặc có thể gây di chứng bất cứ lúc nào. Cho nên những trường hợp mà trẻ có cái biểu hiện sốt vào cái mùa này, đúng không ạ? Mùa này là mùa vải đang phát triển, đang có này, thì là cái mùa thuận lợi nhất cho cái vector để gây bệnh cái viêm não nhật bản đấy. Những trường hợp trẻ có sốt, nó có tình trạng đau đầu ở nhà đấy, hoặc là kèm theo tình trạng thì trẻ dễ bị nôn ấy, mệt mỏi thì phải cho đi khám bệnh ngay. Như vậy là trong điều trị bệnh thì chúng ta thấy là có cái tính thời điểm rất là quan trọng, phải không ạ? Chính xác là như vậy. Nếu mà chúng ta đến đúng thời điểm thì có thể sẽ chữa được đúng, và phục hồi. Còn đúng, nếu mà đến muộn thì có lẽ là có thể có những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Không chữa được, vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, tâm lý của các bậc phụ huynh là con cái khỏe mạnh thì cha mẹ mới yên tâm công tác, làm việc. Và rất mong rằng nội dung cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bậc phụ huynh những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên nhí của gia đình mình, giúp các con khỏe mạnh, tránh được những tác động tiêu cực của thời tiết khắc nghiệt. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Sơn, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.